Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương vừa phát đi thông báo khẩn về quyết định truy tìm nghi phạm đã giết hại hai mẹ con vợ cũ xảy ra hôm 23 tháng 6. Theo thông báo của Công an thành phố Chí Linh, sẽ thưởng 500 triệu đồng cho người dân cung cấp được thông tin có giá trị phục vụ công tác truy bắt, truy tìm đối tượng Dương Đình Luyện, sinh năm 1985, trú tại Mật Sơn, Chí Minh, thành phố Chí Linh. Khi có thông tin, người dân liên hệ qua số điện thoại 0902 158 479 hoặc Facebook Công an thành phố Chí Linh. Thông tin của người cung cấp sẽ được đảm bảo bí mật, an toàn. Công an thành phố Chí Linh cũng kêu gọi Dương Đình Luyện ra đầu thú, trình diện với cơ quan chức năng thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi che giấu cho Luyện cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Trước đó khoảng 13 giờ 50 phút chiều ngày 23 tháng 6, Luyện đi ô tô đến nhà chị A là vợ cũ. Đối tượng đã dùng dao đâm chị A và bà LTH sinh năm 1964, mẹ của chị A. Hậu quả, bà H tử vong tại chỗ, còn chị A tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Sau đó Luyện rời hiện trường để ô tô ở khu ruộng thuộc phường Thái Học và bỏ trốn. Khi bỏ trốn, Luyện mặc áo phông cộc tay có cổ màu xanh, quần bò màu xanh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các sở ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã phát hiện 445 vụ, giảm 64 vụ so với 6 tháng đầu năm 2023. Trong đó, số vụ khởi tố điều tra 35 vụ, 41 bị can, xử lý vi phạm hành chính là 410 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách gần 19 tỷ đồng. Qua đánh giá hoạt động buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả trên địa bàn tỉnh, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ và có diễn biến phức tạp. Cụ thể, Công an tỉnh đã khởi tố 35 vụ trên 41 bị can vận chuyển buôn bán sử dụng hàng cấm pháo nổ, tang vật tịch thu trên 758 kg pháo nổ các loại. Về lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Nhóm mặt hàng bị phát hiện làm giả nhiều nhất phải kể đến phụ kiện thời trang như quần áo, giày dép, ví, túi sách, kính mắt, hóa mỹ phẩm, làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã xử lý hành chính 10 vụ vi phạm về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhóm hàng hóa, phạt tiền 117 triệu đồng. Vào khoảng 21 giờ tối ngày 14 tháng 7, trên địa bàn phường Trương Nhị, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại một công ty sản xuất bao bì gần khu dân cư. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Vĩnh Phúc đã được điều động đến hiện trường dập lửa. Do cơ sở kinh doanh sản xuất bao bì có nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, giấy mực in nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội, kèm theo khói đen cuồn cuộn bốc cao. Sau nhiều giờ nỗ lực khoanh vùng dập lửa, đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 7, hỏa hoạn mới được dập tắt hoàn toàn, rất may là không có thiệt hại về người. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra xác định nguyên nhân vụ việc. Trước đó, khoảng 22 giờ 20 phút tối mùng 3 tháng 7, xảy ra vụ cháy tại nhà xưởng một công ty sản xuất gỗ trong khu công nghiệp thuộc thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vụ cháy đã thiêu rụi 2.000 m2 nhà xưởng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, riêng thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Đông Anh vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, chị L sinh năm 1973, trú tại Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội, trình báo về việc đang dọn hàng tại ngã ba Bệnh viện Đa khoa Đông Anh thì bị 4 thanh niên đi 2 xe máy, dùng vỏ chai bia ném vào người. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đông Anh đã làm rõ nhóm đối tượng trên gồm HND sinh năm 2008, NHD sinh năm 2008, anh NT sinh năm 2007, anh Thờ sinh năm 2009 đều trú tại Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội. Theo điều tra, các đối tượng trên đều bỏ học và lập nhóm chat là Cú Đêm Khát Máu trên mạng xã hội Facebook để thường xuyên nhắn tin rủ nhau tụ tập đi chơi, gặp ai không thích thì đánh. Khi đi, các đối tượng mang theo vỏ chai bia thủy tinh để ném nhau. Công an huyện Đông Anh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 nhóm đối tượng HND, NHD, NT về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với Thờ chưa đủ 16 tuổi nên Công an huyện Đông Anh bàn giao cho gia đình và giao Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc quản lý theo quy định.
Theo thống kê của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, trong 6 tháng đầu năm nay, trên 4 tuyến cao tốc VEC quản lý, vận hành và khai thác vẫn còn trên 320.000 phương tiện tài khoản thu phí tự động, hết tiền nhưng vẫn lưu thông vào tuyến. Các tuyến cao tốc do VEC quản lý vận hành bao gồm Nội Bài, Lào Cai, Cầu Rẽ, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Theo VEC, việc hàng trăm nghìn phương tiện hết tiền trong tài khoản thu phí tự động không dừng vẫn lưu thông trên các tuyến cao tốc đã làm giảm tốc độ lưu thông của phương tiện, gây ùn ứ và mất an toàn giao thông khi qua trạm thu phí. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua Internet. Vào tháng 6 năm 2024, Nguyễn Long Rin, 34 tuổi, lấy một tài khoản cá độ bóng đá cấp Master từ một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch, rồi chia nhỏ và giao lại cho các đối tượng đánh bạc cấp dưới. Các đối tượng này, sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá từ Nguyễn Long Rin, thì tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc. Trong đó, có đối tượng ở nước ngoài. Quá trình điều tra xác định tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Nguyễn Long Rin cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong gần một tháng là hơn 98,2 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng là Nguyễn Long Rin, Trần Hữu Vĩnh Tường, Ngô Vũ, Phan Hải và Trần Công Mạnh, đồng thời tiếp tục triệu tập các đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc này nhằm đấu tranh mở rộng điều tra vụ án để điều tra làm rõ.